Ngày hôm nay tất cả các cô chú, anh chị và các bạn khi mua hoa của em Thảo đều được tặng một gói siêu lân. Và đây là một cái sản phẩm rất là quan trọng trong mùa này đấy ạ. Nó giúp cây của chúng ta là giải độc hữu cơ khi bị bón quá là nhiều đạm này, phân hữu cơ, và đồng thời nó là kích thích da rễ cực mạnh, giúp cây của chúng ta chịu khô hạn, nắng nóng. Mùa này thì là cái sản phẩm này cực kỳ là tốt và không thể thiếu trong nhà vườn của chúng ta, đúng không ạ? Và mỗi một cô chú anh chị khi mua hoa thì em Thảo sẽ tặng một gói nhé cả nhà nhé. Đó, và có sự hướng dẫn ở đằng sau này hết rồi, nên là cô chú anh chị mua về thì chúng ta cứ làm theo thôi. Và bây giờ thì em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về một số mặt hàng em có nhé. Và đây là một số mặt hàng thanh lý của nhà em Thảo này. Đây là hàng em Thảo gửi nhầm cho khách. Những cái cây nó đang bật mầm gốc này. Đó, những cây đang bật mầm gốc từ 1-2 cm rất là đẹp. Nói chung là cây này nó vẫn còn khỏe, nó những cây nào vẫn còn lên được thì em mới gửi nhá. Đó, cây rất là xinh. Cây này là hàng hoàn nên là nó mọc mầm ấy rất là đẹp luôn. Em bán thanh lý, bình thường những chậu này em Thảo bán 60-70 nghìn đã. Em thanh lý với giá rất là mềm ạ, 15 nghìn một chậu. Đó, số lượng em Thảo có 100 chậu nhá cả nhà nhá. Cây nó nhỏ nhắn như này, đấy. Đang bật. Đó, 100 chậu. Anh chị em có thể là sưu tầm này, đang bật mầm gốc này. Cây này là cây 52 nhá cả nhà nhá. Đó, có 100 chậu này. Từ 4 đến 5 tép, và cái kiếm xanh Huế thì nó lá của nó ngắn hơn một chút. Còn đây là kiếm Phan Chí này, lá nói chung là dòng lá hai cái cây nó đều rất là xinh. Đó, và những cái rễ như này nó tùm mà chứng tỏ là cây rất là khỏe và cây thuần tại vườn Việt Nam mình được. Nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Và thứ hai nữa đó chính là người ta ví là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái, đúng không ạ? Cây rất là đẻ đẹp mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn ạ. Nên là cây của nó sẽ đẻ cho chúng ta những cây thân tơ rất là nhiều. Nên là 1-2 năm chúng ta sẽ được những cái bụi kiếm to, khỏe luôn. Và dáng kiếm này rất là xinh này, nhìn thấy không ạ? Đó, kiếm xanh Huế và kiếm Phan Chí em Thảo bán là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán 550 nhé cả nhà nhé. Xinh lắm, cây này bự hơn cái bụi trước rất là nhiều. Bởi vì khi mà trong quá trình bán ấy, nhiều anh chị em bảo là em Thảo lấy về những cái hàng to hơn đi để sưu tầm ấy, thì cây nó sẽ thích nghi và nó thấy to hơn, nó khỏe hơn này, nhìn thấy không ạ? Đó, kiếm Phan Chí thì lá nó dài hơn một chút, nhưng mà hai dòng kiếm lá nó đều xinh này, nhìn thấy ạ, đẹp không ạ? Đó, em lấy xuống dưới này để em quay để cả nhà nhìn thấy rõ hơn. Còn vì ở trên giá là em Thảo hơi thấp nên là quay nó cứ lục khục ấy. Cái này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái tráng hiển oanh, hàng gieo hạt với mặt bồng mẹ cực kỳ là đẹp ạ. Nhìn thoáng qua thì nhìn rất là giống với cây hàng ươm ki, đúng không ạ? Cây của nó cực kỳ là xuất sắc luôn ạ, với dòng thân xanh sạch, bản lá của nó này. Riêng đối với cái dòng khi mà cái dòng hiển oanh ở vùng Hòa Bình này, cái lá của nó lúc nào nó cũng dày dặn hơn so với những cái dòng lá của cây phi điệp khác này. Và thân của nó này, nhìn thấy không ạ? Đang đi ngọn cực kỳ là lực luôn. Cây cao từ 12 cho đến 15 cm, có thân nó cũng cao khoảng tầm từ 7 thôi ạ. Đây, 7 cho đến 15 cm rất là xinh. Em Thảo bán là 240.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 450 nhá. Nói chung là lô này về là cây nào nó cũng đẹp hết á cả nhà. Đây này. Đó, nhà em Thảo đang đóng hàng, bởi vì rất nhiều cô chú anh chị đặt hàng nên là nhà em Thảo đang đóng hàng cực lực gửi cho mọi người luôn đây. Đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng hải dương. Em quay xuống dưới này thì cả nhà sẽ nhìn thấy rõ hơn ạ. Phi điệp 5 cánh trắng hải dương đây là hàng gieo hạt với mật bông mẹ rất là đẹp ạ. Thân của nó rất là xinh, mỗi một chậu của nó từ một thân thôi ạ, có một thân thôi nhé cả nhà nhé. Nhưng mà cái dòng này thân xanh sạch luôn này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Thân xanh sạch và dòng lá của nó rất là đẹp luôn. Đang đi ngọn rất là lực. Cây cao khoảng tầm từ 18 cho đến 20 cm. Nói chung là cây chơi thân lá rất là đẹp. Nói chung là lô ngày hôm nay nhà em về hàng cây nào nó cũng xinh luôn. Em Thảo bán với giá 220.000. Mua 2 cây em Thảo bán 400.000 nhá. Phi điệp 5 cái trắng hải dương hàng gieo hạt rất là đẹp luôn ạ. Lô này thì thân lá đều xinh hết này. Nói chung thân lá của nó tròn tròn. Nói chung là đang đi thế này nữa là rất là mê. Đó. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này, đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ. Với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay, cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15-17 cm rồi đây ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm, nập mập này. Đấy. Thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì em bán với giá là 260.000. Đó, xinh quá là xinh luôn, đúng không ạ? Đấy.
Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, chỉ có 2 thân thôi ạ. Đó, cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có 2 thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá, nó chỉ cao cao khoảng tầm 10cm một chút xíu này, có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu, nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10cm thôi. Đó, đây này, đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ, đây này. Đó, mỗi một cốc, có cốc là tím này. Nói chung là nó, cây nào nó cũng gần như nhau đấy ạ. Có cây là 2 thân tơ, nếu mà cây 2 thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy, đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Nhưng cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó, anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó, đây, cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với cây mắt đỏ Hòa Bình. Đó, phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn, nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó, ngày hôm nay gia đình em Thảo có 100 chậu cây phi điệp lá mít Hòa Bình, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tâm. Và đây là hàng gieo hạt. Tuy là hàng gieo hạt nhưng cả nhà nhìn thấy là cái lá của nó rất là dày dặn. Khi mà cây của nó trưởng thành đấy ạ, nó có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và lá của nó khi trưởng thành nó thường xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Và đây là những cái chậu 75.000 của gia đình em Thảo đang bán hàng cây giống so với cây lá mít này, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Cây lá mít của nó thân to hơn, rất là đẹp nhá. Và mỗi một chậu của nó cao từ 6 cho đến 10cm. Đấy, rất là đẹp. Có cây là 11cm, 12cm này. Và cây này là em bóc từ những cái chậu em bán 280 đấy ạ. Bởi vì có một số chậu nó hơi bé và có một số cây thì nó lại bị gãy trong quá trình em vận chuyển, nên là em tách ra để em bán cho cả nhà. Đây, xinh họa, rất là đẹp nhá. Em bán với giá là 80.000 một chậu. Cây của nó đây, nếu mà cây 75.000 nó đây này. Đấy, với một chậu của nó một thân, rất là xinh. Và số lượng em Thảo chỉ có 100 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Cây rất là đẹp ạ. Và em chỉ có 100 cây thôi. Và bên này đây chính là những chậu cây phi điệp gái nhạy hàng hạt của nhà em Thảo. Anh chị em có nhìn thấy, đây là hàng em Thảo lựa ra để quay gửi cho cả nhà nhá. Số lượng em Thảo có 20 chậu thôi ạ. Những cái chậu 3 thân, rất là xinh. Và cây của nó thì cũng chưa quá là cao đâu, nhưng mà cây của nó rất là đẹp này. Cao khoảng từ 10 cho đến 15cm thân của nó này. Đó, từ 3 thân trở lên nhá cả nhà nhá. Cây đẹp lắm này. Đấy, xinh chưa? Phi điệp gái nhảy hàng hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Bình thường những chậu này là em Thảo bán là 280 đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo chúng chỉ bán 220.000 thôi ạ. Mua 2 chậu em Thảo bán là 400.000 nhá cả nhà nhá. Đây, xinh chưa? Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Bên này đây chính là combo bình an của nhà em, gồm có 10 cây 10 loại đúng không ạ? Bình thường những cái cây đẹp như thế này thì em Thảo bán với giá là 75.000 một cây đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay khi mà cô chú chị mua theo combo thì em Thảo chỉ bán với giá là 300.000 được 10 loại. Đó, gồm có là 5 cánh trắng hiển oanh này, 5 cánh trắng phú thọ, 5 cánh trắng lâm sung, phi điệp 6 mắt thăng long, phi điệp mắt đỏ hòa bình, phi điệp nù tam bố, phi điệp hồng mỹ nhân,
phi điệp gái nhảy, phi điệp hồng mẫu hậu và phi điệp hồng xe. Đây chính là cái cây của thực tế của nó đây ạ. Cây cao khoảng từ 4 cho đến 6 cm, từ 1 cho đến 2 thân nhá cả nhà nhá. Những cái dòng 5 cánh trắng thì nó sẽ dòng thân xanh sạch rất là đẹp luôn đấy ạ. Cây đang đi ngọn rất là khỏe và đặc biệt đây là cây 52 đấy ạ. Cây 52 này cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cao hơn. Anh chị em ở trong Nam ngoài Bắc thì chúng ta có thể đều thuần được đấy ạ. 10 cây này lá, 10 loại em thảo bán 300.000. Đó, xinh chưa? Rất là đẹp luôn này. Đầu tiên đó chính là cây phi điệp 6 mắt này. 6 mắt thăng long với mặt bông mẹ của nó đây rất là đẹp nhá. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Dòng thân xanh sạch nhá cả nhà nhá. Từ 1 cho đến 2 thân và cây cao khoảng từ 4 cho đến 6 cm. Và tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng Hiển Oanh này. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ? Và bên này đây chính là cây phi điệp 5 cánh trắng Lâm Sung. Đó, mặt bông cũng rất là xinh đúng không nào. Và bên này đây là cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Đó. Phi điệp nù Tam Bố này. Đó. Phi điệp hồng Mỹ Nhân. Đó. Tiếp theo là phi điệp gái nhảy này. Nói chung là lô này rất là đẹp, cây xinh lắm. Phi điệp hồng mẫu hậu, 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe, 1 đến 2 thân, cao khoảng từ 4 cho đến 6 cm. Đây chính là combo Bình An, em thảo bán là 300.000 được 10 cây nhé cả nhà nhé. Đó, đây. Đây là 10 giống cây phi điệp được rất nhiều anh chị em yêu mến, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà. Đầu tiên là nù Tam Bố này. Đây. Cây nù Tam Bố, cây cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này là thác bay này, đó. Thác bay cây của nó đây, em bán 70.000. Và bên này đây là bệt Easo này, em thảo bán 70.000. Và bên này đây là sơn điện cánh mai này. Đó, cây sơn điện cánh mai cũng cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này đây, bên này là cây ma bó này. Đó, 70.000. Và qua bên này đây là cây nù 68 này. Nù 68, cây của nó đây cả nhà nhìn này. Đó. Em thảo bán cây này là 70.000. Cây cao khoảng tầm 5 cm, thân lá rất đẹp nhá. Và bên này đây là những cái cây núi chúa của nhà em này. Đó. Cây núi chúa, phi điệp núi chúa, cây cũng là tầm 5 cm. Và bên này đây là dạ hạc Đắc Lây này. Đó, em bán 70.000 này. Và bên cạnh này đây là lộc bắc này. Đó, cây lộc bắc này. Em bán 70.000. Tiếp theo cuối cùng là cây di linh xuân này. Đó. Đây này em đo cho cả nhà này. Đó. Và tất nhiên là sẽ có chậu 2 thân nhá, nhưng mà em cứ quay chậu 1 thân cho cả nhà. Anh chị em nào em sẽ lựa xen lẫn lại với nhau. Bên này cũng có những cái chậu như kiểu là cây đắc lây 2 thân rất đẹp này. Đây này, cả nhà nhìn này, cây rất đẹp luôn đó. Đấy. Nhưng nói chung là nó sẽ em sẽ quay những cái loại tầm tầm thôi, em sẽ chọn cho cả nhà xen lẫn những cái cây đẹp là 2 thân đấy ạ. Đó. Combo này là combo số 3. Bình thường nếu mà chúng ta mua 10 cây như này sẽ là 700.000 đúng không ạ? Hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em sưu tầm là 300.000 một combo gồm có 10 cây như này. Đấy, loạt như này luôn. 5 cm em cũng vừa mới đo cho cả nhà xem đó. Đó, đây. Đó, em sẽ nói cho một lần nữa cả nhà xem nhé. Đầu tiên đó chính là phi điệp Easo này. Thứ hai, phi điệp thác bay, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông bên cạnh luôn. Thứ ba, phi điệp nù Tam Bố. Thứ tư, phi điệp sơn điền cánh mai. Thứ năm, phi điệp ma bó. Thứ 6, phi điệp nù 68. Thứ 7, phi điệp núi chúa. Thứ 8, dạ hạc Đắc Lây. Thứ 9, phi điệp lộc bắc. Thứ 10 là di linh xuân. Có cây nhá, cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đây, cây này. Có rất là nhiều cây là cây 52 nhá. Đó, chủ yếu là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho cả nhà những cái hàng đẹp nhất, còn những cái hàng xấu. Pe tua như này chẳng hạn thì em thảo sẽ bán thanh lý 20.000 một cây. Đấy, hôm nay có 150 cây thanh lý thì em bán hết rồi. Còn những cái cây tươi tỉnh rất đẹp như này thôi, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Combo 3, 300.000. Đấy, xinh lắm. Cây rất là tươi tỉnh, dễ thương này. Đó, 10 cây luôn đó. Và đây là cái combo của nhà em thảo, em đặt tên là combo lộc lá. Bình thường những cái chậu này là cây 52 nhé cả nhà nhá, em thảo bán là 75.000 được qua. Hôm nay thì anh chị em mua theo combo thì em chỉ bán với giá là 230.000 một combo thôi ạ. Cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm. Đó, cây 52 nhé cả nhà nhá. Đây, combo lộc lá thì gồm có là phi điệp lá mít Hòa Bình này, phi điệp bảo bảo này, phi điệp ám Phú Thọ, phi điệp ám Hòa Bình, phi điệp hồng Mỹ Nhân, phi điệp hòn hèo Nha Trang,
Phi điệp Sơn Điền Cánh Mai, phi điệp Hồng Yên Thủy, phi điệp Gái Nhảy và dòng Di Linh Xuân. Đây ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy đây. Đây chính là combo của nó, từng cây này rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Đó, đây là cây lá mít Hòa Bình này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là dòng cây Hòn Hèo Nha Trang này, cả nhà có nhìn thấy này. Rất là xinh đúng không ạ? Bên này đây là cây Sơn Điền Cánh Mai, cây 52 nhá cả nhà nhá. Đây là cây giống từ 1 đến 2 thân rất là đẹp này, cây Di Linh Xuân này. Em Thảo đã đánh dấu cho mọi người hết rồi nên là mọi người yên tâm mua về thì chúng ta sẽ chỉ việc thay chậu thôi ạ. Đây là cây hồng, đây là cây hồng mỹ nhân này. Đó. Bên này đây là cây Gái Nhảy này. Đó. Cây này là cây Ám Hòa Bình. Đây, cây Hồng Yên Thủy này. Đây là cây Ám Phú Thọ này. Đó. Và cuối cùng là cây phi điệp Bảo Bảo, cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Combo 5 cây này em Thảo chỉ bán 230.000 thôi ạ, trên quý khách hàng luôn, giá này chưa bao giờ có luôn đấy ạ. Còn bên này là những chậu cây phi điệp Bệt Núi Chúa, hàng rừng gieo hạt của nhà em Thảo này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Cái dòng lá có đường gân như này được rất nhiều anh chị em muốn sưu tầm đúng không nào? Với cái dòng thân đỏ rực luôn ạ, cái lá của nó là cái dòng lá rất là đẹp luôn này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, dòng này chơi thân lá rất là đẹp và cái ngọn của nó đang đi ngọn rất là lực nhá. Mỗi một cây của nó cao khoảng tầm từ 7 cho đến 8 cm mọi người nhìn thấy không ạ? Cây rất là khỏe này. Đó. Em Thảo bán bình thường những chậu này là em bán với giá là 120.000 đấy ạ. Đó, toàn cháy hàng thôi. Và ngày hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán với giá là 70.000 một cây. Anh chị em nào mua bao nhiêu cây từ 2 cây trở lên là em sẽ ship nhé cả nhà nhá. Bệt Núi Chúa số lượng em Thảo có 70 cây dành cho 70 cô chú anh chị yêu mến. Ở ngoài này là một số mặt hàng thanh lý của nhà em Thảo này, những cái cây vẫn còn rất là xinh xắn dễ thương. Đây là dòng 52 này, cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Và combo của nồi này là em đặt theo là combo đáng yêu nhá cả nhà nhá. Bình thường những cái chậu này là em Thảo bán với giá là 75.000 một chậu đấy ạ. Đó, cây 52 nhưng ngày hôm nay thì em bán thanh lý, em chỉ còn có 500 cây thôi. Đó. Em bán thanh lý là 230.000 được 10 cây như này. Đó, 10 cây như này đấy ạ. Đó, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà cho cả nhà xem mặt bông mẹ luôn đấy ạ. Đây là hàng gieo hạt nhá, cây 52. Còn đây là những cái dòng cây nù của nhà em này, này cả nhà có nhìn thấy. Đó, cây nù là thắt ngọn thì nó sẽ chuẩn bị chất dinh dưỡng cho những cái thân tơ mới đúng không nào? Đầu tiên là cây phi điệp 5 cái trắng Hiển Oanh. Đây ạ, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đúng không ạ? Và bên cạnh này đây là 5 cái trắng Phú Thọ, cây của nó cao khoảng 2-3 cm thôi. Đây này, các nhìn thấy không ạ? Mà em Thảo bán có 23.000 thì rất là rẻ đúng không nào? Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Còn đây là cây 5 cái trắng Hải Dương này. Đó. Hàng gieo hạt nhé cả nhà nhé. Cây phi điệp 5 cái trắng Nha Trang khoảng từ 1 đến 2 thân tơ, rất là dễ thương đấy ạ. Đó. Bên này là cây 5 cánh trắng Lâm Sung này. Đó. Bên này là Hồng Mỹ Nhân này. Đó. Cây Gái Nhảy. Phi điệp Ám Phú Thọ này. Đó. Phi điệp Cánh Bầu Hòa Bình. Và cuối cùng là cây phi điệp Hồng Xòe. Tất cả là dòng 52 nhé cả nhà nhé. 230.000 được 10 cây này. Số lượng thì em Thảo có 500 cây thôi, chỉ dành cho 50 cô chú anh chị thôi nhé. Và tiếp theo đây là combo M. Đó, combo M thì em cũng giảm từ 750.000 xuống còn có 300.000 nhá. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này, gồm có những cái chậu phi điệp nó cao khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà có nhìn thấy. Nhưng mà cây của nó rất là khỏe này, cây 52 này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái năm nhất của nó này. Phi điệp Hồng Mỹ Nhân. Thứ hai là cây phi điệp Hồng Yên Thủy này. Đấy. Và đây là cây phi điệp Bảo Bảo này. Đấy, cũng là cây 52 này, một thân thôi. Phi điệp Mắt Đỏ Hòa Bình, đỏ tía luôn này. Đó. Phi điệp Hồng Mẫu Hậu. Đó. Cây Cánh Bầu Hòa Bình, cả nhà nhìn thấy nhá. Cây Hòa Bình thì lúc nào nó tím hơn một chút và nó cái lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng khác này. Đó. Tiếp theo, đây là cây Châu Như. Đấy, Châu Như này. Cây Gái Nhảy này, phi điệp Gái Nhảy này. Đó. Ám Hòa Bình này. Ám Phú Thọ này. Đó, cây của nó dài khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi ạ. Chủ yếu là một thân. Đó, đây là combo này. Combo này gọi là combo M nhé cả nhà nhá. Đây những cái cây của nhà em Thảo đây.
Đó, nhiều chưa? Cái hôm nay là ngày cuối tuần, em Thảo Chiên quý khách hàng những chậu cây phi điệp Nam Cái Giang Phú Thọ hàng gieo hạt ạ. Dòng thân xanh sạch, chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn và có mặt bóng mẹ như anh chị em đang nhìn trên màn hình này đây ạ. Đó, cây cao mỗi một chậu gồm có 2 thân, cây cao khoảng từ 18 cho đến 20 cm. Dòng thân xanh sạch rất là đẹp, em đo cho mọi người xem nhá. À, hôm nay em chiên quý khách hàng với giá là 240.000. Bình thường những chậu này là 280 cho đến 300 được không ạ? Dòng cây đang đí ngọn rất là lực đấy ạ. Đấy, em đo cho mọi người xem nhá. 240.000 một chậu, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm về dòng chơi thân lá, rất là đã luôn. Đấy. Đây là những chậu cây phi điệp 6 mắt thăng long hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Dòng thân của nó là dòng thân xanh sạch và cái dòng này chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn cả nhìn này các bạn. Đấy, lá của nó có cây có đường gần lên rất là xinh. Và mỗi một chậu của nó này từ 3 thân trở lên, 4 thân này, chậu này còn có 6 thân cơ. Đó, chậu này có 4 thân này. À, chậu này có 3 thân, chậu này là còn có 6 thân cơ. Chậu này có 5 thân này, 5-6 thân này. Đó. Bình thường những chậu nhiều thân như này từ 3 thân trở lên là em Thảo đã bán 320 cho đến 350 rồi. Và ngày hôm nay thì em Thảo chỉ bán với giá là 250.000 cho cô chú anh chị nào yêu mến và sưu tầm thôi nhá. Cây của nó rất là đẹp ạ. Nó có chung là cái dòng này nó là hàng gieo hạt của mặt bông mẹ này, rất là xinh luôn này. Cây đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Đấy. Số lượng em Thảo có 50 chậu dành cho 50 cô chú anh chị yêu mến ạ. À, bên cạnh này đây chính là những cái chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó, cây của nó nhìn thấy này, cây đang rất là đi ngọn rất là khỏe này. Đó, cây là chủ yếu là từ 3 thân tơ trở lên, đây là hàng lựa. Số lượng em Thảo có khoảng tầm 30 chậu dành cho 30 cô chú anh chị yêu mến nhá. Này cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó. Và thân của nó thì cũng chưa quá là cao đâu ạ, em sẽ đo cho mọi người xem. Là thân của nó cao từ 10 cho đến 12, 15 cm, rất là xinh. Số lượng không có nhiều. Em Thảo bán cũng chỉ có 220.000, mua 2 chậu em Thảo bán 400.000. Đây là một cái dòng hoa hàng ươm ki của nhà em Thảo, đó chính là hồng mắt trâu. Với đôi môi rất là đẹp đúng không ạ? Đôi mắt trâu rất là xinh và cánh hồng rất là bay đúng không ạ? Đây là cái dòng hàng ươm ki cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Dòng này chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn ạ. Vừa chơi thân lá này, vừa chơi hoa rất là xinh đúng không ạ? Bây giờ đang hot là hot hoa tím đúng không nào? À, mỗi một chậu của nó khoảng 2-3 thân, có đang thân có thân xanh sạch này. Đó, đang đi ngọn rất là lực. Em Thảo bán là 280.000 một chậu, mua 2 chậu là 550 nhé cả nhà nhé. Cái dòng này hàng ươm ki rất là đẹp ạ. Và chúng ta thay qua cái chậu khác thôi thì cây hoa của chúng ta nó rất là xinh luôn đấy ạ. Đấy, cây xinh lắm này. Nhà em Thảo để phần 12 chậu phi điệp lá tre hòa bình hàng ươm ki cho một vị khách, nhưng mà em vẫn chưa thấy vị khách đó qua nhà em lấy. Thì em Thảo sẽ bán ra lộc cho anh chị em nào yêu mến nhé. Chúng ta có phi điệp lá tre, lá mít rồi thì chúng ta cũng sưu tầm cho mình những cái chậu cây phi điệp lá tre đúng không ạ? Đây là hàng ươm ki, đây là phi điệp lá tre hòa bình hàng ươm ki nhé cả nhà nhé. Có một cái điều đặc biệt rất là hay, đó chính là cái dòng này thân xanh sạch dành cho anh chị em nào muốn sưu tầm mặt bông này. Và thứ hai nữa là cái ngọn của nó đang đi ngọn rất là lực này. Bình thường những chậu này em Thảo bán 320, hôm nay em Thảo bán thanh lý gia lộc cho anh chị em nào yêu mến muốn sưu tầm với giá 240.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 450 nhé cả nhà nhé. Số lượng thì em Thảo có 12 chậu này, cây rất là đẹp nhá. Và người ta nói là hoa lan lên chậu, khi lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi đúng không ạ? Thay qua một cái chậu khác thì nó sẽ rất là xinh tươi luôn. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng mắt xước hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Vô chính chị có nhìn thấy này, những chậu của nó thân xanh sạch rất là đẹp. Đó, cây rất là xinh nhá, mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, cây đang đi ngọn rất là lực. Và cái dòng hoa này có mặt bông mẹ như anh chị em đang nhìn đấy ạ. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, dòng thân xanh sạch, dòng chơi thân lá thì rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây này, thân của nó là cao từ 18 cho đến 20 cm đấy ạ, cây rất là khỏe. Đây là hàng sưu tầm cho cô chú chị yêu mến. Em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu, mua 2 chậu thì em Thảo bán với giá là 230.000 nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì chỉ có 460 thôi. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm này. Cây nó rất là đẹp. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ hòa bình hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ hòa bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50 cho đến 60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng ra xinh rồi đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó.
Là những chậu cây phi điệp bệt núi chúa hàng rừng gieo hạt của nhà em Thảo này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Cái dòng lá có đường gân như này được rất nhiều anh chị em muốn sưu tầm đúng không nào? Với cái dòng thân đỏ rực luôn ạ, cái lá của nó là cái dòng lá rất là đẹp luôn này, cả nhìn thấy không ạ? Đó, dòng này chơi thân lá rất là đẹp và cái ngọn của nó đang đi ngọn rất là lực nhá. Mỗi một cây của nó cao khoảng tầm từ 7 cho đến 8 cm mọi người nhìn thấy không ạ? Cây rất là khỏe này. Đó. Em Thảo bán bình thường những chậu này là em bán với giá là 120.000 đ ạ. Đó, toàn cháy hàng thôi. Và ngày hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán với giá là 70.000 một cây. Anh chị em nào mua bao nhiêu cây, từ 2 cây trở lên là em sẽ ship nhé cả nhà nhá. Bệt núi chúa số lượng em Thảo có 70 cây dành cho 70 cô chú anh chị yêu mến. Một dòng cây phi điệp mới của nhà em Thảo đó chính là hồng pha lê. Một cái dòng hoa với mặt bông mẹ, cô chú anh chị có nhìn thấy trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của phi điệp hồng pha lê. Và hiện tại trên tay em Thảo đang cầm đây chính là cây thực tế của nó này. Hiện tại cây đang đi ngọn rất là khỏe và dễ, đang đi dễ rất là sung luôn này cả nhà nhìn thấy không ạ? Nó đang bám vào cái bảng gỗ rất là xinh. Và mỗi một cây hồng pha lê như này là từ 4 cho đến 5 thân tơ. Em Thảo sẽ cố gắng là lựa cho cả nhà nhiều thân tơ nhất có thể nhá. Đó, em sẽ cố gắng là lựa từ 4 thân tơ trở lên. Bình thường mỗi một bảng em Thảo bán là 280.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá 170.000, mua hai bảng em Thảo bán là 300.000 nhé cả nhà nhá. Số lượng em không có nhiều đâu ạ. Theo đây chính là những cái bảng cây phi điệp năm cái tráng phú thọ lai với cây trầm thân thủ cả nhà nhá. Đó, đây là cho ra cái dòng hoa và với bản lá này tròn tròn rất là đẹp đúng không ạ? Giống bản lá mít này. Thứ hai nữa đó chính là cây của nó này. Đây cả nhà nhìn được ạ. Cây đang đi ngọn rất là khỏe. Mỗi một cây của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ. Rất là xinh nhá. Cây của nó thấp hơn cây hồng pha lê một chút xíu, chỉ rơi khoảng tầm 12 cho đến 15 cm thôi ạ. Mỗi một bảng cả nhà nhìn qua, cây xinh cực luôn này. Đó, đây là hàng chơi thân lá rất là xinh luôn đấy ạ. Em Thảo bán với giá là 170.000 một bảng, mua hai bảng là 300.000 nhá cả nhà nhá. Đó, đây là chính là cây phi điệp lai với cây trầm thân. Bên này đây là những chậu trầm rồng đỏ. Và trước khi nói về trầm rồng đỏ thì em cho cả nhà xem, đây chính là giò trầm rồng đỏ có thể nói là đẹp nhất Việt Nam mình được ạ. Rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. Với màu hoa đỏ đậm rất là thơm và thân dài khoảng tầm từ 30 cho đến 70 cm khi mà cây trưởng thành. Và hiện tại thì cây đang đi ngọn đẹp, cả nhà có nhìn thấy ạ, cây đang đi ngọn rất là lực. Và cây cao khoảng tầm 15 cho đến 20 cm. Hàng em Thảo tuyển chọn nhá, có 3 thân này. Đó, em Thảo bán là 260.000 một chậu. Và những cái chậu nào 4 thân như em Thảo đang cầm trên tay này đây là em Thảo bán là 280 nhé cả nhà nhá. Số lượng 4 thân thì em Thảo chỉ có khoảng vài chậu thôi, khoảng tầm 3 đến 5 chậu thôi đấy ạ. Trầm rồng đỏ nổi tiếng ở bên Đài Loan. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo Đai Châu Hồng Chớp và Đai Châu Hương Vàng Sắc Nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất lai với nhau, đó chính là Đai Châu này, Vanda và Giáng Hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là Hoàng Tử đấy ạ. Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này, cây của nó đây ạ. 1 cặp này, 2, 3, 4, 5 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó nó không phải là chơi không phải là quá to, nhưng mà riêng cái dòng này chơi thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ, nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó. Và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây Hương Vàng Sắc Nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhá cả nhà nhá. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là một cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua một cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua một cặp đôi là như thế này. Đó. Ngày hôm nay nhà em Thảo trên quý khách hàng những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Rất là xinh và dễ thương. Và cái dòng này là xanh sạch đây như cả nhà đang nhìn đã. Đó, cây rất là đẹp nhá, nhìn thoáng qua thì không khác gì hàng ươm ki đúng không nào? Và đây là cây 52 là mới bắt đầu giai đoạn đầu sinh trưởng, nên là cây thân tơ của nó chỉ cao khoảng tầm từ 8 cho đến 10 cm thôi ạ. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là xinh. Đấy, bình thường những chậu này là em Thảo bán khoảng tầm 250 cho đến 270 đấy ạ. Hôm nay em trên quý khách hàng chỉ với giá là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000 nhé cả nhà nhé.
Và khi mà gửi thì em Thảo sẽ gỡ cái thanh sắt này để cây hoa của chúng ta không bị ảnh hưởng ạ. 400.000 hai chậu này. Đó, giá cực kỳ là đẹp luôn. Đây là ở ngoài sân này. Đó, cả nhà các bạn nhìn thấy những cái giống cây phi điệp của em. Hồng xòe. Đó. Đây là cây 52 nhé cả nhà nhá. Ở bên ngoài này là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cao hơn này. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên màn hình ở đây nhá. Phi điệp hồng xòe, hàng gieo hạt 75k. Phi điệp 5 cánh trắng hải dương 75.000, hàng gieo hạt cũng là cây 52 nhá. Và cây của nó cao khoảng tầm từ 4 cho đến 5cm cả nhà nhá. Đó, 5 cánh trắng hải dương. Phi điệp cánh bầu hòa bình 75.000. Đấy ạ, cây của nó cao khoảng 4 đến 5cm. Có cây nó cao hơn một tí. Đó, tầm 5cm. Đó, em bán 75.000, hàng gieo hạt. 5 cánh trắng nha trang 75.000. Đây cũng là cây, đây, cây của nó cũng là cây 52 này, từ 1 đến 2 thân này. Mặt bông đẹp lắm. Đâu. Còn đây 5 cánh trắng lâm sung. 5 cánh trắng lâm sung cũng hàng 52, cây đang mọc thân tơ này. Đó, em Thảo bán là 75.000. Tiếp theo 5 cánh trắng chumorei. Đó, hay gọi là 5 cánh trắng chumoiza đúng không ạ? Đó, rất là đẹp nhá. Cây này cũng là cây 52 này. Đó. Mọi người hay trêu nhau gọi là 5 cánh trắng chumoiza. Đó, 75.000, cũng là cây 52 này. Còn đây là ám phú thọ 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Khoảng tầm 4 đến 5 cm, hàng gieo hạt. 5 cánh ám hòa bình, đó, cũng là cây 52 này. Đó, em cũng bán 75.000, mặt bông như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp gái nhảy 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Cây khoảng tầm 3-4cm, 4cm, 5cm rồi ạ. Đó, tại vì là cây này nhá, cả nhà nhá, nó đang mọc những cái thân tơ đấy, nên là nó cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà cây nó sẽ khỏe lắm. Đó, thích nghi môi trường rất là cao. Tiếp theo, phi điệp châu như này. Đó, cây của nó cũng là cây 52. Đó, đây là nó là cái thân mẹ của nó, thân năm nhất của nó này. 75.000. Và em Thảo sẽ chia ra làm combo nhá. Combo này em gọi là combo may mắn. Gồm có hồng xòe, 5 cánh trắng hải dương, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp 5 cánh trắng nha trang, 1 đến 2 thân, 1 thân thôi. 5 cánh trắng lâm sung. Đó, combo này em Thảo bán, nếu mà mua theo combo là 250.000 một chợ. Một combo nhé, đây là combo may mắn này, 250 này. Tiếp theo đây là một combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đầu tiên gồm có châu như. Tiếp theo ạ, gáy nhảy. Là cây 52 rồi nha. Ám phú thọ. 5 cái trắng chu môi da. Đấy, chu môi ray. 5 cánh ám hòa bình. Đây là combo hạnh phúc em Thảo bán với giá là 250. Đó, đây cả nhà nhìn này. Đó, đây là ở ngoài sân nhá. Đây là một số chậu cây phi điệp của nhà em Thảo này. Cả nhà có thể nhìn thấy cây đang đi ngọn rất là lực. Và đây là dòng cây 52, đây là cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Đó, bên này nữa. Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng nhé cả nhà nhá. Và nhà em Thảo có chia ra làm combo theo cây phi điệp giống nhé cả nhà nhá. Đây là hàng hạt. Combo này gồm có 3 cây, gồm có cây ám mắt trâu này, phi điệp gái nhảy và phi điệp 5 cánh trắng hòa bình. Thì em sẽ quay từng loại cây cho cả nhà và xem mặt bông luôn. Đầu tiên đây là cây phi điệp ám mắt trâu lưng xanh này. Đó. Đây là cây ám mắt trâu lưng xanh nhé cả nhà nhé. Nó có từ 3 thân cho đến 4 thân nhé cả nhà nhé. Đó, cây của nó thì chưa quá là cao đâu. Đó, cây ám mắt trâu này em to cho mọi người xem. Cây cao từ 6 cho đến 12cm. Và bên này đây là phi điệp gái nhảy này, nó cũng từ 4 thân nhá cả nhà nhá. Cây cũng chưa quá là cao. Đó, đây là cây 52 nhá. Cây cao từ 5 cho đến 8cm này. Đó, nói chung là cây nó đang đi ngọn rất lực này. Và bên này là cây 5 cái trắng hòa bình. 5 cái trắng hòa bình thân của nó cao từ 6 cho đến 10cm. Đấy, cây 5 cái trắng thì nó là thân dòng xanh sạch này, cả nhà nhìn qua. Cây đang đi ngọn rất là khỏe và hiện tại thì cũng đang mọc thân tơ. Đó, combo 3 loại này là combo 61, em Thảo bán là 500.000, nếu mà chúng ta mua lẻ thì em Thảo bán 200.000 nhé cả nhà nhá. Đó, mua lẻ là 200.000, còn mua theo combo 3 cây như này chỉ có. Đây là dòng cây phi điệp mới của nhà em Thảo này. Đây là cây phi điệp ám mắt trâu lưng xanh, đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ như cô chú anh chị vẫn nhìn thấy. Và đây là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Cô chú anh chị ở trong miền Nam, trong miền Trung hoặc là ngoài Bắc thì đều có thể thuần được ạ. Cây thì chưa quá là cao đâu ạ, chỉ cao khoảng tầm 8 cho đến 10cm. Đấy, mỗi một chậu của nó khá là nhiều thân này, cây đang đi thân ngọn rất là đẹp này. Khoảng tầm 3 cho đến 4 thân đấy ạ. Đó, em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ.
180.000 một cây. Đó, mua 2 cây em Thảo bán là 350. Và cô chú anh chị nào có điều kiện chúng ta mua 3 cây này thì em Thảo bán 500.000 nhá. Cây này thì số lượng em Thảo chỉ có 50 chậu dành cho 50 cô chú thôi ạ. Đây là hàng mới, cây rất là xinh. Đấy. Cửu Bảo Tiên là một cái dòng hoa rất là nổi tiếng trong dòng dáng hương hiện nay. Và Cửu Bảo Tiên là một những cái dòng hoa rất là đẹp này. Đó, hoa của nó rất là thơm, ngọt ngào và hoa của nó màu tím nhạt trùm dài xuống rất là xinh như anh chị em có nhìn trên màn hình này đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Và cây của nó hiện tại thì đây là cây giống, cây rất là khỏe này. Đó, lá của nó bóng láng rất là xinh. Em Thảo bán với giá là 220.000 một chậu. Mua 2 chậu là 400 nhá cả nhà nhá. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Khoảng tầm 5 cặp lá. Đó, xinh lắm. 4 đến 5 cặp lá rất đẹp. Đó, lá láng xinh cực luôn. 220 một chậu, 2 chậu là 400 nhá. Gia đình em Thảo chiên quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là Ren Red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy, được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia hoặc là chiều các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này, em đặt xuống như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen lại may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về được không ạ? Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh. Gia đình em chiên quý khách hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn phát tài phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000 nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Đây là mặt bông của năm cánh ám mặt hồng nhà em Thảo, đây là hàng ươm ki nhé cả nhà nhé. Hoa đã nở tại vườn đấy ạ, mỗi một vàng của nó như thế này, khoảng tầm từ 3 cho đến 5 thân tơ, rất là xinh và dễ thương, cao khoảng tầm từ 6 cho đến 8 cm. Đó, nói chung là hàng này thì em Thảo không có nhiều đâu, em chỉ có 100 bảng dành cho 100 cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Mặt bông đã nở tại vườn và đây là hàng ươm ki, hàng sưu tầm đấy ạ. Nói chung là khoảng tầm 3 năm thì cây của nó khi thích nghi với môi trường thì mặt bông của nó ổn định thì nó sẽ còn bay hơn đây rất là nhiều nữa đấy ạ. Đó, đây xinh chưa, rất là đẹp này. Ám mặt hồng này em Thảo bán là 230.000 một bảng. Mua 2 bảng em Thảo bán 450 nhá. Số lượng thì không có nhiều. Dòng phi điệp mới được rất nhiều anh chị em yêu mến và mặt bông cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đẹp như một cô gái ngọc nữ đúng không ạ? Nên người ta gọi là phi điệp ngọc nữ, rất là xinh đúng không ạ? Cây của nó, đây là ghép vào bảng gỗ nhé cả nhà nhá. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là dễ thương. Đó, cây rất là khỏe này. Đấy, anh chị em yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Và đây là hàng ươm ki chuẩn mặt bông nhá anh chị em nhá. Cây đã nở tại vườn rất là xinh luôn. Đấy, cây đẹp chưa ạ? Em Thảo bán với giá rất là mềm ạ, 170.000 một bảng, mua 2 bảng là 300 nhé cả nhà nhé. Số lượng em Thảo không có nhiều nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp về đặt hàng. Đấy, cây của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cây của nó cao khoảng tầm 8 cho đến 12 cm thôi. Nhưng mà cây của nó rất là xinh. Đó, tại vì mới giai đoạn đầu sinh trưởng mà nên nó còn đang lớn, đang đi ngọn, rất là đẹp. Những cái chậu trầm hồng của nhà em Thảo này. Đấy, cây 52 được rất nhiều anh chị em yêu mến. Và mặt bông của nó đây, cả nhà các bạn nhìn thấy đấy ạ. Đó, chậm này thì đây, cây của nó này, nhìn thấy không ạ? Rất là xinh, đây là bán hàng sưu tầm thôi ạ. Em Thảo bán combo 2 chậu này với giá là 250.000 được 2 chậu này. Đó, cây 52 nhá, chậm hồng, cái mặt bông cực kỳ là xuất sắc, anh chị em có nhìn trên hình này đây ạ. Đó, mỗi chậu từ 1 đến 2 thân, em sẽ cố gắng lựa chậu đẹp cho cả nhà nhá. Này. Đây là những chậu cây sóc tím rất là đẹp. Cô chú anh chị bạn nhìn thấy trên màn hình ở đây chính là mặt bông của cây sóc tím, là một trong những cái dòng hoa cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Năm ngoái thì anh chị em đã sưu tầm thì đều biết là nở hoa cực kỳ là đẹp ạ. Chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, em vẫn lấy cho cả nhà xem, chúng ta có điều kiện chúng ta mua 1-2 chậu về chúng ta ghép vào một chậu to thì rất là dễ nhìn và sai hoa cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, em Thảo bán là 220.000 một chậu, mua một cặp lá 400 nhá cả nhà nhá. Cây xinh lắm. Mỗi một chậu gồm có 2 thân này. Đó, chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Dòng dáng hương này rất là dễ thuần đấy ạ. Đó, cây khỏe, cây đẹp đấy ạ, xinh lắm.